Rồi, hello anh em. Hiện tại thì mình đang ở xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh của Long An. Hôm nay có đến chỗ khu vườn của chú Sáu nha nè. Chú có nguyên vườn mai. Cây tuyệt vời anh em ơi, đặc biệt có một cây mai chín con rồng anh em. Nói chung khá là độc đáo nha. Rồi dẫn quý anh em vô tham quan. Nay 5 năm rồi. Dạ. Ở đây chú Sáu chăm cây rất là kỹ nha. Nói chung là tàn xanh mượt hết trơn. Điều do hả? Cái cây này chiều cao nó khoảng nhiêu chú? Dạ 4 mét ạ. Dạ, còn tán ngang khoảng nhiêu chú? Tán ngang khoảng 5 mét. Rồi, cao 4 mét nha nè. Nha nè, ngang là 5 mét. Tàn xum xê. Thuần lâu rồi nha. Mặt bông cái này là nó chỗ khoảng bao nhiêu cánh chú? Cái này nó lộn xộn mà. 5, 7, 9 đều có hết trơn. Dạ. Rồi, 5 đến 9 nha nè. Tàn khá là đẹp nha. Tròn trịa bốn mặt hết. Mấy cái thân lên là nó đọt chủ sẵn thẳng hồi nè, thẳng gan hết nha, chín đọt nha. Xưa rồi, xưa giờ quay mai nè, thấy cái cây này độc đáo quá. Ở trong thì nó khích gịch mà nó múa lượng nè, độc đáo lắm. Đây cái mặt tàn phía trong nhà quay ra nha nè. Đây cái này chú cắt tỉa thường xuyên để tàn nó tròn đẹp lắm nha. Chín con rồng phong thủy luôn. Đem về công ty lớn chừng cái là hết bài vậy nè. Đây. Đây chú Thuần cái bồn này 5 năm rồi nha. Sức khỏe anh em yên tâm. Ở đây thì gần mặt lộ nha nè. Sát bên mặt lộ cách vài mét nè. Nói chung là cái đường vận chuyển thì rất là ok rồi. Đây. Đặc biệt cái cây này thì đó, mấy cái thân nhánh lên nè, nó đều nhau lắm nha. Nó đều do. Cốt cành nè. Không thẹo tích nha. Liền lạc hết, cây sung đang ra đổ xù. Đổ xù mạnh lắm. Chín nhánh, chín con rồng, sông Cửu Long. Phong thủy luôn. Cái cây này có biết tuổi đời khoảng nhiêu năm không chú? Khoảng 60 năm ạ. Dạ. 60 năm mà nó thấy nó còn tơ lắm nha nè. Da dẻ mượt ô à. Xù đổ ra rất là nhiều nha nè, sung lắm. Rồi cái bộ đế đây. Làm cổ đế nè. Chỗ lên hết luôn nha. Dán nó siêu siêu mà đế nó đủ đế như nè, chứ không phải nó nhảy lên nha. Điều do chống chịu có hết. Cái này đến thực tế vườn xem nó mới đã nha nè. Anh em liên hệ chú nha, số điện thoại ngay phần tiêu đề video đó để em đến vườn xem cho nó rõ ràng cây hơn. Rồi con nhà chú đo thử cái hoành có phải nhiêu chú? À. Đây là lần đầu tiên chú Sáu lên sóng nha. Đo hoành nhiều khi nó tổng cộng nha anh em. Anh em cứ đến vườn anh em đo đại cho chính xác nha. Dạ 82. Rồi 82 nha anh em. Đây nó gần cận dây đế nha nè. Điều hết nha anh em. Rồi chú đo cái thông số thứ hai đi chú. Xích trên xíu đi chú. Rồi đo này đo chuẩn cho anh em luôn, trên cao luôn nha. Vụ đo hoành này cự em quá. 70. Rồi 70, rồi trên cao nữa chú ơi. Đo cho anh em tham quan chơi, anh em tham khảo nha. Còn thật sự mua bán thì mình đến vườn mình coi anh em ơi. Cây nó cũng không có nhỏ tiền nha. 90. Rồi trên cao cái bụng nữa nè, làm như con quái thú vậy nè. 90 nha nè. Rồi mình đo thử cái cành coi nhiêu chú. Cây này có hồn với anh em. Rồng bay phượng múa. Cái cành này nó có 27 à. Rồi 27 nha. Rồi đâu cái cành thứ hai là coi nhiêu chú? Cành thứ hai. Dạ. Trên nó cũng 27 luôn. Rồi, trên 25 hết nha anh em. Đấy. Cái nào như cái nấy bằng nhau luôn. Dạ, cái này hồi xưa có chú có chằng dây nhẹ nhẹ hết anh em. Đó điều đó sau này trồng thả hết nha. Buông ra. Cây này chắc leo trèo bình thường hả chú? Leo trèo bình thường nè, 27 nè. Rồi 27 luôn nha. Cái nào cũng 27 hết. Một cây mai độc lạ cho anh em sưu tầm phong thủy anh em ơi. Giá nói chung cũng dễ chịu cho anh em. Tiền nào của nấy nha. Đế bao đẹp luôn. Điều hết. Đế này nó cắm xuống không nha. Gà bỏ móng xuống hết. Cây cực kỳ sung luôn.
thể. Vườn chú do nhiều quá, nói chung là chúng lớn tuổi anh em ơi. Bán cho anh em có duyên đó, để về mình chăm thêm anh em, tăng giá trị cây thêm nữa. Cây này nói chung là chơi là tiềm năng lắm nha nè, càng ngày càng phát triển nha. Xa cái bảo tàng này tán lớn nè, chiều cao tán ngang thể hơn cái số đo nãy chú nó báo luôn nha nè. Giờ không có thước này nè, không phỏng không cụ thể. Rồi chú Sáu ơi, cây này mình giao lưu với khán giả cách sao vậy chú? Giờ anh em nào thích thì cứ lại tôi bán cái giá cho, bán cho anh em thật tốt, bán rất rất vui vẻ cho anh em chơi. Dạ có thiện chí là alo là chú chốt hả chú? Rồi alo cái tôi chốt liền. Rồi ok chú ơi. Rồi anh em nào thiện chí alo trực tiếp chú Sáu nha anh em, không phải không báo giá là giá cao nha anh em. Thích cứ mạnh dạng alo, một cây mai phong thủy nha, chín con rồng, hiếm có cây vậy lắm anh em. Nói chung chân tàn nó đều hết, một cốt nạc lên nha, nó tầm khoảng 6 tấc, bắt đầu nó xoay vô tàn đều do à. Rồi anh em nào xem hợp nhãn đó liên hệ chú Sáu nha để chốt cây này. Tiếp theo mã số 5, số 5 này chiều cao khoảng nhiêu chú? Cao cây này khoảng 5 mét mấy, 6 mét lận à. Dạ còn tán ngang nhiêu chú? Tán ngang cũng khoảng 5 mét. Rồi cao gần 6 mét, ngang 5 mét nha anh em. Một cốt tàn thông phơm cao, mặt bông nó sao chú? Mặt bông nó cũng y như mấy cây kia. Rồi 5 tới 9. Rồi cũng 5 đến 9 luôn em ơi. Cây này cũng xù luôn nha, đang ra xù mạnh lắm, từ gốc tới ngọn luôn. Xương tàn nói chung chú bẻ sữa nó đều hết trơn rồi, đang trồng thả. Cái này về vừa chơi vừa nuôi luôn nha nè. Phơm cao, xương tàn dày đặc. Để đây, để to to không nha. Rồi con nhà chú đo cái hoành coi nhiêu chú? Cái hoành này nó có 53. Rồi 53 hoành, ok chú ơi. Hoành chuẩn luôn nha nè, chú đo ngay cái cổ luôn nha. Ngay đó luôn, chỗ dạ. Này xích lên nó cũng vậy luôn. Rồi đây nó cũng 53 luôn. Cái thân nó đều nha nè, liền lạc không có bóp nha. Rồi đế mặt đây nè, cái này đế bung đều hết nha, có đều hết. To to mà xương tàn nó cũng lớn nha, tầm khoảng 20 hoành. Rồi nó xù nè, cây đang sung lắm nha. Tàn đầy đủ hết. Rồi cái này là chốt giá nhiêu chú? Cũng 80 hả? Rồi cái này 80 triệu luôn nha nè. Giá còn thương lượng hả chú? Thương lượng. Rồi cái này còn thương lượng nhẹ nha nè. Một cây mai xù, đế đẹp, tàn thông. Rồi tiếp theo mã số 6 nha nè, mã số cuối cùng hôm nay. Một cây mai xù luôn, đang rất là sung, từ gốc tới ngọn. Cái này chú cũng đang chỉnh tàn sơ sơ nè, nè. Vô dây nhẹ cho nó đều tàn á. Rồi cái này chiều cao tán ngang nhiêu chú? Tán ngang khoảng 5 mét, cao khoảng 5 mét rưỡi. Rồi cao 5 mét rưỡi, tán ngang 5 mét nha. Cái này về nuôi bộ tàn nó lợp đầy đủ, nó đẹp đúng không nè. Xương tàn thì đủ hết trơn rồi, ngon lành. Ngon lành thiệt trời. Vừa chơi vừa nuôi. Đây tròn trịa hết nha. Cây trong chú Thuần rồi thì nó sung lắm nè. Nếu bứng dao nè em thì đập cái bầu này ra, bó bầu lại, phẻ bao đầm luôn. Xù đây, xù nó bạch bạch về mà tới đọt luôn nha. Rồi con nhà chú đo cái hoành coi nhiêu chú? Cây này đế chưa thấy nha em ơi, chú chậm lắp lại nha. Tới xem cây bên ngoài rồi mình môi đế ra coi. Đế 60. À hoành 60 hả chú? À hoành 60. Rồi ok chú ơi, tay cầm nói chung chú chậm cũng lớn rồi. Tới vườn coi cây nó sẽ rõ ràng hơn em. Từng mua vừa bán nha, may mà, may mắn mà. Rồi cái này chốt giá nhiêu chú? Chốt giá khoảng 100. Rồi 100 chẳng nha em, 60 hoành. Rồi hợp nhãn alo chú nha.